Hello, xin chào tất cả anh chị em. Thì hôm nay em sẽ tháo cái con men kin. Con men kin này mua của anh Quý Vĩnh Long nha. Thì rất là to và nặng để đánh full đô súc kép đều được. Ok, bây giờ em sẽ vạch ra và điểm sò cho anh chị em xem. Quay nội thất luôn. Thì sau khi em điểm sơ sơ á, nó ra là 84 sò nha anh chị em. Ở đây một hàng nè, ở đây một hàng, ở đây hai hàng, hai hàng là đây dưới đây, ở đây thêm giống y chang vậy nữa, ba hàng sò, mỗi bên là ba hàng, mỗi bên ba hàng, để sơ sơ là 84 con sò mà lá AB thì 2 4 6 8 10 12 tụ lục ngòn với một cái tăng phô. Thì con này rất là to và nặng nha anh chị em. Nói chung là nó đánh đánh súp thì ok rồi đó. Full thì em chưa chưa đánh thử nhưng mà nó có thể đánh được full đôi. Thì mạch lát AB mà nó đánh được nhưng mà nó không có sáng tiếng giống như mấy cái mạch lát D hay TD. Lát H này kia rồi sau này. Rồi bây giờ anh quay chi tiết cho anh chị em xem. Đây cái nguồn nó ghi là chữ kin. Kin. Đó. Nói chung là ở trong sao là còn y chang vậy nên đâu có xịt, đâu, không không có vệ sinh, chưa có vệ sinh, sử dụng chắc cũng hơn nửa năm nay. Giờ em đổi qua men nguồn sung nên là bỏ mấy con này ra. Giờ quay nội thất sơ sơ cho anh em xem, rồi ai có nhu cầu mua thì liên hệ em. Đây mấy con này nó trâu bò lắm mà nó cũng nặng nữa anh chị em. Để em quay chi tiết cho. Nó vừa có rắc tín hiệu vô là rắc canon. Cái rắc canon và rắc 6 ly. Muốn sử dụng canon 6 ly 6 ly. Nhưng mà cái đầu ra lo của nó thì nó sử dụng không 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 phải là bít công. Đây, không phải là bít công mà nó sử dụng cái dặn nè. Công trừ. Nguồn. Nguồn 220V. Đây, có một con duy nhất nha anh em, có một con duy nhất đang bán thanh lý. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ. Quay từ từ cho anh em xem hết ráo luôn. Hai kênh. Em bán thanh lý giá rẻ hơn cái con nguồn sung của em mua. Con nguồn sung của em mua thì nó cũng là hàng cũ thôi, hàng bãi. Con này thì giờ nó cũng cũ mà em sẽ bán rẻ hơn cái con em mua. Thì anh chị em nào mà sử dụng ví dụ như sử dụng gia đình đi, sử dụng gia đình mà để một chỗ á, đến không có khiêng đâu có nặng, hay là để xe đi, xe mà chịu khó làm cái xe cho cứng cứng rồi đi mấy này cũng nặng ba mấy con chục ký. Nguồn đó. Vậy em thấy có mấy người bán cái con kim này nè mà báo đánh được 4 phun đôi, 4 phun đôi. Chắc có thể là câu theo kiểu nói tiếp. Chứ mà câu song song thì hát chừng 2 phun đôi anh em ơi. 2 phun đôi. Hai quân đội con trăm bao đập. Còn súp có thể đánh súp con 125. Như em đánh súp con trăm không mà như em đánh súp con trăm nó thì đánh nó khỏe rồi. Tại vì nó quá bự, quá nặng. Giờ thời đại tiên tiến này chơi nguồn xu. Mấy cái này tụ lục nguồn. Ừ.
Anh em mà soi nha, soi nha. Soi anh bắt sò nha. Đó. Đây nữa nè. Quá trời sò luôn nè. Mạch lát AB mà cho nên là tính sò nha anh em. Còn khi nào cái mạch lát D TD này kia đó người ta mới tính công suất. Bao nhiêu kênh một watt, bao nhiêu watt một kênh. Thì con này nếu mà tính công suất thì nó cũng cao lắm à chứ không có thấp đâu. Ngàn rưỡi nó lên á. Đó anh em xem nha. Mình đi du lịch. Mình đang đi du lịch qua màn ảnh nhỏ và mình sẽ đếm sò. Đó, cũ giá rẻ thanh lý. Anh em nào mua thì có nhu cầu mua thì liên hệ. Nói chung là còn xài ổn định bình thường chứ không có bị hư hao gì hết. Bao cho anh em xài luôn. Anh em nào ở xa thì chuyển khoản em gửi hàng hoặc là chuyển cọc. Chuyển cọc thì chuyển cọc 10% thì em gửi hàng. Rồi là, ví dụ như em có đi gửi xe này kia đó thì nó xa quá, cách nhà em tới 40 cây số mà mới có xe đang gửi đi được. Còn vụ nè anh em chị em là ở gần em á thì lại tới nhà luôn, test máy, test men. Nói chung là bật men này lên cái dàn máy em á, hát. Thấy ok lấy. Thì có gì em mà còn fit tiền xe nữa. Anh em giao lưu chơi, em quay phim được kia đăng YouTube được. Thì cũng có nhiều anh em lại nhà em thì vẫn giao lưu bình thường. Không có mua hàng gì hết nhưng mà giao lưu bình thường anh em. Dây điện này đi cũng gọn gàng. Anh em nào xài men mạch lát AB này thì biết mà. Nhìn vô là biết. Hàng ok. To và nặng. Giá cũng rẻ. To và nặng nhưng mà nó rất là mạnh. Bền nữa. Bị nó cái nó trọng lượng nó cao quá, nó còng cền cho nên là bị sa thải thôi. Chứ giờ em xài mấy con nhẹ rồi. À, ngon. Nguồn này bắt đầu mới ra mấy cái. Nói chung em không rành kỹ thuật anh chị em ơi. Không rành kỹ thuật. Của bắp mà. Đó, chỉ rọi cho anh em coi, ai mà biết rành thì coi. Chứ anh em nào không biết thì cái này thì nhìn vô cũng như đám rừng. Hai kênh. Men hai kênh. Là dặn này, cái nút dặn nó cũng sướng, nó có nấc nè. Dặn cái gạch chứ không phải là giống như của men nguồn sung của em mua thì dặn quá nó làm như nó không có cái nấc nữa anh em. Dặn quá đi luôn cũng trơn nhớt luôn à. Còn giỏm hơn cái nút này nữa. Nút này nó dặn thành gạch nè. Gạch luôn á. Đó. Ngon nè. Ngon mà khi ghim điện vô nghe, nó sẽ cháy test đèn. Nó sẽ test đèn trước rồi nó mới đèn, nó hiện cái đèn đỏ này lên là nó test hay sao em không biết nữa. Đèn này nè, hai cái đèn này gì á là nó test đèn xong rồi nó mới cháy đèn xanh để cho anh nó hát trong vòng một giây, khoảng một giây, trong vòng khoảng một giây là nó có hệ thống dặn cái hệ thống chống chập điện á. Thì em biết thì sơ vậy thôi, còn anh em nào rành thì biết, còn em nói thì biết sơ thôi. Nguồn gốc của con này là mua từ anh Quý Vĩnh Long. Này ai có biết anh Quý Vĩnh Long thì biết anh đó là sự kiện. Con này ảnh cũng bán ra để ảnh mua con nguồn sung K10S. K10S được đánh súp nè, hồi đó lúc trước ảnh đánh con này đánh súp nè. Đánh súp cho mấy cái dạng sự kiện của anh á. Mà nặng quá anh bỏ ra. Rồi em mua vô em thấy cũng nặng quá. Giờ em cũng bán ra lỗ mớ anh em. Bán ra lỗ mớ. Ok. À, anh chị em nào mua thì liên hệ em nha. Với bên qua Tết rồi thì ế vàng em bé lắm.
giờ bán kiếm tiền xài anh chị em ơi, bán đồ kiếm tiền xài. Thôi xin chào tạm biệt anh chị em nha, xin chào tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại, chúc tất cả anh chị em là buổi chiều vui vẻ, xem video vui vẻ, ok anh em là vui vẻ nha, chứ đâu có gì đâu mà để vô nhắn tin này kia đồ ấy. Ok.